nói chung là bể cao. Này là nó bị ngập cách đây từ hôm trước, mà ngoài ngõ này là đúng đến đầu gối, trong nhà là nhà đã trũng là đến đứng đến đến gọi là đến lưng mình luôn. Em đi tán ở bên kia như này để cho nó nước nó cản vào nhà, còn đây là nó bật cả nền nhà lên. Đấy, nó bật cả nền nhà lên nên là phải bơm nước ra. Mấy ngày ăn uống sinh hoạt thì tôi cứ mua mì tôm về mà úp ăn thôi, còn nấu nướng nào bếp nhà anh nhìn cái bếp này. Quay cái bể bếp nhà hôm qua nó ngập băng ở cái bể bếp. Lịch sử nhà này ở đây mấy chục năm rồi, không chưa lần nào bị cái trận lũ năm 2008 lịch sử nhất Hà Nội như thế mà nước không hề vào quá đến sân. Người dân ở đây thì họ đang bảo là có một cái cống thoát lũ của cái làng này là hiện tại đang bị tắc ở đấy, đâm ra là bây giờ ở cái làng này nó không có lối thoát nữa.